Tiếp theo sẽ là súng bắn keo xe G600. Cũng tương tự như cây hồi nãy thì cái này là mình sẽ không có đồng hồ áp và phụ kiện kèm theo máy. Đó, những phụ kiện này là để khi mà mình sử dụng mà keo quịch á, mình sẽ ráp vào. Xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách lắp bên phần keo quịch. Rồi, đầu tiên là chúng ta nối cái ống dẫn hơi vào. Còn phần canh chỉnh áp của cả nhà đã đằng sau nè, có cái hướng cộng với trừ. Cộng là mình tăng lên, còn trừ là mình giảm áp lại. Nếu mình xài keo chai thì mình dùng cái ti bên mình đã lắp sẵn cho cả nhà luôn. Sau đây là mình sẽ bắn thử cho cả nhà nha. Tăng chỉnh thì mình cứ theo này mình tăng thôi. Cứ muốn tăng áp lên thì mình ta quay về theo chiều kia đồng hồ. Còn muốn giảm áp á thì mình xoay ngược chiều kia đồng hồ. Nếu như cả nhà xài keo quịch á, mình cứ tháo cái ti ra. Rồi, mình ráp góc như này. Đây sẽ có hai dạng ống. Sẽ ra silicon lớn hay nhỏ tùy theo cả nhà lựa chọn.
ráp rất là đơn giản và nhanh chóng. Rồi cuối cùng là mình xin giới thiệu súng bắn silicon bằng pin.